Chào các bạn đã quay trở lại. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn học sách tiếng Anh lớp 4 chương trình mới. Và chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. And number 2, read and match là hãy đọc và nói. And number 1, where do you live? Nào, bạn sống ở đâu? Nào, và chúng ta sẽ nối với một nối với đáp án D. Nào, I live at 81 Trần Hưng Đạo Street. Nào, tôi sống ở số nhà 81 ở đường Trần Hưng Đạo. And number 2, what is the city like? Nào, cái thành phố đó thì trông như thế nào? Chúng ta sẽ chọn đáp án C. Nào, it is a big city. Nào, đó là một thành phố lớn. And number 3, where does she live? Nào, cô ta sống ở đâu? Nào, chúng ta sẽ chọn đáp án A. She lives in Green Street. Nào, cô ta sống ở đường Green. And number 4, what is the street like? Nghĩa là cái con đường đó trông như thế nào? It is a noisy street. Nào, đó là một cái con đường rất là ồn ào, đông đúc.